chào các cô chú, chào mấy bạn, mấy anh chị. Hôm nay con có món quà này cho mấy chú, mấy cô. Mà mấy chú, mấy cô mới có khỏe không? Vậy là món quà này của mẹ cho là video cho mấy cô, mấy chú luôn đúng không? Hôm nay con mở món quà này này ra thử nha. Bây giờ mẹ Hà có 3 món quà này và bác bạn chọn màu nào? Con chọn màu đỏ, màu xanh. Ơ, con Sunny thì sao? Con chọn một màu ai cho miệng màu một bó. Thôi. Con phát. Bây giờ con mở quà ra đi. Đây nè. Mẹ đố các con. Đây là cái gì? Đây là rửa tay, xà bông rửa tay. À, sao con biết vậy? Con thấy con sâu nè, con thấy cái này nè. Đâu? Đây nè. Bây giờ chú quay lại thử cái gì nha. Con quay lại. Con cho em rồi. Em cầm màu hồng. Bà giúp chưa? Còn anh đây. Bây giờ anh có 2 cái. Anh sẽ lấy 2 cái. Anh mở 1 cái. Và ba con biết chưa? Ba. Bây giờ con coi xem là cái đó là cái gì, con nói cho mẹ nghe nha. Cái này đẹp lắm, cái này cái bóp túi đựng. Cái nọ kia. Mình rất là đẹp. Mình sẽ cái này mình dùng để làm gì nhờ? Để đựng bút, đựng kéo, đựng gom. À vậy hả? Vâng. Con coi xem trên cái hộp này nó có cái hình gì thế? Con sâu là cái nào? Con sâu bé. À, con sâu này con biết là con sâu gì không? Bé. Con sâu này tên là cô ly. Con sâu này nó làm cho mình đau bụng đó. Còn qua bên này, bên đây có hình gì đây? Hình gì? Ô. Con sâu đau bụng. Rửa tay, trái cây. À, nếu như mà mình ăn trái cây mà mình không rửa tay thì mình sẽ bị sao? Con chưa nói làm cho mình đau bụng. Ồ, vậy thì trước khi mà mình ăn thì mình nhớ phải như thế nào? Rửa tay với xà bông La Boy để diệt vi khuẩn ha các con. Còn cái này, bà Hải giúp cho con. Con sâu là nó ăn nè, đồ ăn của mình ở trong bụng. Xong mình bị đau bụng. Con sâu bị chết. Dùng cái này. À, dùng cái này là con sâu nó bị chết. Hay ta. Đây là con vi khuẩn đau mắt đỏ nè. Khi mà mình bị đau mắt á, con có bao giờ bị đau mắt chưa Cherry? Ờ, con chỉ bị cận thôi. Con bị viễn thị. Con hay bị cái câu chuyện nè, câu chuyện này khác câu chuyện của Cherry nè. Còn đây là câu chuyện khác luôn. Đây là cái hộp viết và trên hộp viết này có câu chuyện nè. Bây giờ mẹ sẽ kể cho con nghe nha. Tại vì khi mà mình bị mùa hè đó thì mình rất là dễ bị hai bệnh. Thứ nhất là mình dễ bị tiêu chảy, là bị đau bụng, giống như bữa Cherry bị đó, Cherry bị đau bụng đúng không? Cái thứ hai là mình sẽ dễ bị đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ là con mắt của mình đỏ lên, đổ gàng và rất là đau, mình nhìn ra ngoài ánh sáng mặt trời cũng không được. Và mình đi ra ngoài mình bơi cũng không được luôn. Rồi mình bị đau mắt đỏ thì mình sẽ không gì nữa sao? À, khi mà trời mưa xuống á thì nó sẽ rớt nước mưa vô mắt mình cũng bị đau nữa. Cho nên là khi mà mình đi ra ngoài đường mình chơi đồ chơi là mình phải xong mình về nhà mình phải rửa tay thật là sạch, chứ không là mình rất là dễ bị đau mắt đỏ nha. Chơi đi nghe đi ô vô đang nghiên cứu gì đây? Đây đang nghiên cứu cái câu chuyện trong cái giỏ này, tại vì mỗi tour có cái câu chuyện khác nhau. À đây nè, mỗi ngày mà Rio đi học, Rio bỏ bút vô đây á, Rio nhìn cái này Rio nhớ là Rio sẽ nhớ rửa tay trước khi con ăn nè. Rio sau khi con chơi xong là con cũng phải rửa tay, nhất là khi con ra ngoài con chơi cát nè, chơi đất nè, đúng không? Bây giờ con kể. Đó đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Đi không có dép. Chơi cát. Đi không có dép giày. Sau bò chung vô bụng. À đúng rồi.
Vậy bây giờ con kể lại hai câu chuyện này đi. Con có hai cái hộp viết rồi đúng không? Con có nhường cho Sunny một cái không? Dạ không. Ôi kìa, sao vậy? Nhường cho em một cái đi con. Anh Hải ơi, có bạn gọi anh Hải kìa. Hello các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui. Chúc cả nhà thật là vui. Thì bây giờ Rio nhắc lại cho mẹ nào. Đây là con vi khuẩn gì đây? Không biết. Con vi khuẩn này làm cho mình bị đau bụng đây nè. Con vi khuẩn này làm mình bị đau mắt không? Đúng rồi. Và mình nhớ là phải rửa giỏi, tay giỏi. Bằng xà bông thì nó mới sạch vi khuẩn nha con. Rio là chuyên gia luôn á. Ăn xong là lấy cái tay quẹt vô trong áo đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ. Cho nên là bây giờ mẹ tặng cho Rio hai cái học viết. Cái học viết này thật ra là của Sunny một cái nè, Rio một cái nè. Mà em Sunny chưa có đi học thì thôi Rio giữ giùm cho em ha. Thì Rio đi học và Rio nhìn vô đây là Rio nhớ lúc nào Rio cũng phải rửa tay thật là sạch sẽ nha. Trường nào lúc mà cô gửi ăn cơm mỡ da con lấy con nhìn cái này. Tại sao nữa? Nhớ hả? Nhớ bài đúng không? Tại sao là phải lúc nào cũng phải nhảy tưng tưng vậy ta? Dư năng lượng quá. Còn Jerry. Jerry ăn kẹo mà rất là suy tư. Đi xíu, đợi xíu đi. Đi xíu hồi ba chơi con. À, con dẫn em Mio qua đây chơi với má Mi nè. Dẫn em Mio qua đây. Dẫn em Mio qua đây. Các bạn Mio qua cho. Hello cả nhà, thật ra là hôm nay Hà có cái món quà này thì không phải là Hà đi mua mà Hà mua chai sữa tắm Lapoi 850g á. Hà được tặng cái hộp này, thấy được có quà tặng cho nên là Hà mua liền 3 chai luôn. Tại vì cái hộp bút này thì sắp tụ trường rồi thì các con cũng cũng cần phải có hộp bút để xài để đựng viết. Cộng thêm Hà thấy cái này rất là hay, tại vì trên hộp bút này á thì có một cái truyện tranh nho nhỏ để nhắc các con là lúc nào cũng phải rửa tay sạch sẽ để phòng ngừa tránh ra khỏi vi khuẩn. Đó, mà lại còn được tặng nữa, chỉ cần mua chai Lapoi 850g ở siêu thị hoặc là bất cứ cửa hàng nào Hà thấy cũng có hết. Cho nên là mẹ nào mà cũng đang xài cái này thì nhớ là khi mua thì nhớ hỏi nha. Hiện tại thì đang có tặng cái hộp bút rất là dễ thương này. Đi có thích không? Thích. Dạ thích. Ok. Đó, hộp bút này thì nó không có thấm nước nữa nè. Rất là dễ thương. Mẹ cho con một cái bút con bỏ ở đây để nó có cái. Ok, con lấy bút con xếp vào đi cho mẹ xem nha. Đi vô đây, bút vào. Đây là hộp viết của mẹ Hà. Rồi Rio con xếp xếp bút vào đi. Cái này có một cái viết. Cái này màu gì vậy mẹ? Đây là viết màu đen á con. Đen. À, chị chào em Trần Hoài Trọng. Chào Su Binji. À, đúng rồi con ơi, Rio chuẩn bị tháng 9 này sẽ vào lớp 1 nè. Hảo à. Chai sữa tắm nha, chai sữa tắm 850g thì sẽ tặng cái hộp viết này nha, chứ không phải là chai rửa tay. Đây Rio ơi. Cái nào đựng bút. Chị chào em Nguyễn Trần Thảo Trinh. Rồi con đựng viết vào đi, con sắp vào. Hộp bút này thì mình sẽ đựng được rất là nhiều viết nha, mình đựng được cả đồ thủ công nữa. Bút dưới gom ở đây, còn ở từ giấy gấp bông hoa là bỏ đây. Thì giấy gấp cái nọ, gấp cái kia ở đây, cái kéo cũng đây luôn. Ok, cái kéo để bên đây. Vậy là một hộp bút con sẽ đựng đồ thủ công, còn một hộp thì con sẽ đựng viết để con đi học, đúng không? Dạ được. Ok. Hello bạn Stevie, hộp bút đẹp quá, chương trình mới bắt đầu hả chị? Đúng rồi, em chị cũng không biết nhưng mà chị đi siêu thị thì chị thấy là đã có rồi đó. Ở các cửa hàng bán lẻ cũng có nữa. Bút chì nè mẹ. À, bút chì mẹ mua cho con đó, nhưng mà con phải giữ nha. Dạ, con sẽ không làm bút của mẹ đâu. Ừ. Bút mực thật ạ. Bút mực lớp 1 có hộp cho không? Ừ. Có cho mẹ. À, con phải viết bút chì. Bút mực có rồi. À, con hiểu rồi. Có hai bút mực này, bó mì hết bút mực nào nhất. À, hello Thi Ca. À, bạn Thi Ca hỏi là làm sao có thể khuyến khích các bé rửa tay thường xuyên?
chúng ta rất là dễ thôi. Lâu lâu mình có những cái phần quà như vậy nè, mình khuyến khích cho các con thì các bé sẽ rất là thích và tự giác rửa tay. Tại vì Hà thì cũng không có thường xuyên mua quà cho con đâu, hay lâu lâu thì có những cái phần quà khuyến mãi đi kèm với những cái sản phẩm mà mua cho bé thì Hà rất là thích. Thì sẵn con cũng có quà mà nó cũng tự giác hơn, giống như ví dụ như cái bánh răng cũng vậy, hoặc là những con đưa cho mẹ hả làm gì vậy, Lily đưa cho mẹ làm gì, Lily muốn nói gì không? Mẹ con muốn bỏ cái này. Ok dạ. Con để Mio kìa, Mio là hả? Mio nè, Mio lên sóng nè, Mio ơi. Để nhường cho em. Con nhường cho em nào? Em Mio. Em Mio hả? Con xài với chung Mio. Con với Mio xài chung với nhau đúng không? Đúng. Giỏi quá, Jerry là số 1 luôn ha. Hồi nãy ba mua điện thoại mà ba coi công việc mà ba không biết dỗ mẹ mà ba ném không? Ba làm rớt chứ sao mà ném đó. Ba làm rớt điện thoại. Đó, ba để đó cái nó tụt xuống nó rớt. Vậy là mai mốt ba phải để cẩn thận đúng không? Dạ đúng. Giỏi. Mio. Mio là quậy lắm nè, Mio hôm nay là đi lăng quăng khắp nơi nè. Rồi nhảy đi. Mio đúng rồi, Hảo trả lời ơi. Mio sắp thôi nôi rồi, 7 tháng 10 là sẽ là sinh nhật của 1 tuổi của Mio đó. Một tuổi á mẹ. Nhóc chùm 1 tuổi. Nhóc chùm luôn hả? Đây nhóc chùm Mio. Đó quậy à. Anh hai ơi, anh hai làm cái gì vậy? Anh hai xong chưa? Anh hai đâu? Anh hai sắp cái gì vô trong hộp bút nè. Anh hai lấy mấy cái viết hả? Mẹ ơi. Cho con cái này nha, chừng nào con 8 tuổi. Không được, cái đó là bữa nào mẹ sẽ đi siêu thị mẹ đem theo. Con 10 tuổi á, cho mời con rủ bạn con đi ăn kem này được không? Rồi, con cất vô cho mẹ đi. Dạ. Con Mio tự chơi nè. Mio chắc cô nè, vợ của Hải, Thảo Nguyễn gọi Mio nè. Mio ơi, Mio đang tự chơi đó. Là mình cũng nha được không hả? Sinh này ở ngoài kia rồi, sinh này đang ở ngoài. Sinh này mà thấy quay phim là sinh này lè né à. Sinh chị Thi Trang ơi, Mio đi từ hồi 9 tháng á. Mio. Ngồi đằng khoái như này. Quá quậy luôn. Chứ đi làm gì ngồi với ba vậy? Chứ đi đang tâm sự gì với ba á? Đang chỉ ban kẹo. Thế chơi đi, chỉ cách ăn kẹo như thế nào? Kẹo này thì sao? Kẹo này là mình hai múc thôi. Kẹo này mình hai múc thôi. Không được nhai ngay là gãy cái răng đó. Còn kẹo gì mới kẹo được nhai? Kẹo này nhai là gãy răng đúng không? Kẹo gì con mới được nhai? Kẹo dẻo. Kẹo dẻo mới nhai đúng không? Lý do tại sao người ta kêu cái kẹo này là kẹo múc, lý do là múc chứ không được nhai, đúng không? Suy nghĩ gì nữa, đúng rồi, suy nghĩ gì nữa. Biết là sao người ta gọi một cá mập không? Cá mập mập quá người ta mới gọi là cá mập. Còn cá mập nó mập quá bởi vậy người ta gọi là cá mập. Còn cá sấu, lý do tại sao người ta gọi là cá sấu? Để nó xấu quá, đúng rồi. Còn con gì mà ham ăn? Có cá sặc. Lý do? Tại vì nó ăn nhiều quá nó sặc. Rồi ba biết con cá đuối nó bơi. Còn cá đuối sao? Con cá đuối. Ê ơi, hiểu rồi. Con nó bơi chậm mà nó đuối mệt quá. Con gì bơi chậm nhất? Là con là... Cá đuối bơi chậm mà mệt quá. Cá đuối. Đuối vậy hả? Mio quậy đã chưa Mio? Mio ơi, là có con cá màu xanh với lại cá đó. Wow. Mio ơi,
Chào bạn Mai Mỹ Lệ. Chào Subinji. Subinji nãy giờ comment liên tục luôn. Lên hình Mio đi mẹ Hà ơi. Đây Mio đây. Hello vợ thứ kỳ. Chào Nam Anh. Đúng rồi. Là đau chân á. Rồi Mio lên đây bấm nè. Mio đang quậy nè. Mio là Mio. Ba biết. Biết gì? Ba biết nhảy là té là mình hãy làm cái gì? Nếu mà nhảy té thì làm sao? Lấy sắc trùng. À thuốc sát trùng đúng không? Sức vô cái chỗ té đúng không? Rồi cái gì nữa? Nếu mà u đầu. U đầu phải lấy bơ. À lấy bơ sức vô đúng không? Là hết ha. Rồi mình lấy cái miệng mình cạp cái bơ mình ăn luôn chứ gì. Hiểu ý ngay mà. Tiện quá ha. À Cloud Trương ơi, không sao đâu. Tại vì Mio nhà chị thì đi hơi bị sớm á. À, tức là Mio nhà chị là bé mà đi sớm nhất trong bốn bé nhà chị. Còn như Mio như Rio hồi xưa đó thì đến mười mấy tháng, 18-19 tháng mới bắt đầu đi vận, nên em đừng có lo nha. Mỗi bé một thể trạng khác nhau, em cứ để cho bé tự nhiên, đừng sử dụng xe tập đi gì cả. Khi nào bé đủ tướng khá thì con sẽ đứng lên mà đi thôi. Khóa nhất đây nè. Trời. Rio ơi, Rio. Rio cầm cái hộp bút đi đâu mất tiêu rồi. Rio chết rồi đi. Lông mà mấy các con chuột. À vậy hả? Rio ơi, Rio. Chào Thư Phạm, chào bạn Huỳnh Trâm nhé. Chào bạn Hà Huỳnh. Để đi kiếm cho anh chàng Rio và ảnh cầm cái hộp bút ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Anh đi đâu mất tiêu rồi. Cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ đi ngủ. À, sắp bây giờ đi ngủ rồi. Tại sao lại gọi Mio làm cá đuối? Giờ này là hả? Mà Mio bơi chậm mà. Mà Mio bơi chậm mà. Bơi chậm bây giờ kêu cá đuối. À, giờ này là mấy em chuẩn bị lên lên giường ngủ rồi. À, bởi vậy chơi quần quần quanh giường, thường thường thì bắt đầu 8 giờ là bắt đầu tập cho mấy em cho nó quen với cảm giác là leo lên giường trước, rồi mấy em tán qua tán lại, lăn qua lăn lại, 8 rưỡi là ngủ là vừa rồi. À, bữa nay là nghỉ hè cho nên là cho ngủ hơi trễ, chứ bình thường là 8 giờ là phải đi ngủ rồi đúng không? Đó, dạ, xong rồi mình ra đánh răng nha. Hả? Rồi xong rồi mình ra đánh răng, mình mới được ngủ nha. Mio đánh răng không? Mio lùn. Mio có đánh răng không? Mio lùn, Mio đứng dưới chân lùn xuống rồi. À, hello bạn Xuân Nguyễn Minh, anh Hải, à chị Xuân, à, chị Xuân Nguyễn Xuân Minh, à, anh Hải không đi hát nữa là tại vì anh Hải chuyển qua làm phim rồi đó chị. À, tháng 9 này thì sẽ chuẩn bị bấm máy phim Lật Mặt phần 3 và năm sau thì phim Lật Mặt phần 3 sẽ phát hành ngoài rạp. À, hiện tại thì Lý Hải đã không cầm micro cũng hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi. À, 2 năm mấy rồi, à, để chuyển thẳng qua bên làm phim. Thì kịch bản Lý Hải đã viết xong xuôi hết rồi, tất tần tật xong hết rồi. Chuẩn bị có lẽ là 2-3 tuần nữa là cast diễn viên. Các bạn nào muốn tham gia thì cast làm diễn viên với phim tham gia Lật Mặt phần 3 với Lý Hải nha. À, sắp tới Lý Hải cũng cần một diễn viên nữa và một số diễn viên nam. Các bạn nhớ chờ thông báo trên Facebook nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye. À, thôi bye bye, vẫn còn có mẹ hỏi là cái hộp viết mua ở đâu. Đó thì hẹn nhắc lại cho các mẹ nha.
Học viết này thì là quà khuyến mãi và không cần mua. Mẹ nào mà có xài chai sữa tắm Lapo 850g thì hiện tại đang có chương trình khuyến mãi, mua một chai sữa tắm Lapo thì sẽ được tặng học viết này. Ở tất cả các cửa hàng bán lẻ nào cũng có hết, rất là dễ kiếm. Đó. Thì mẹ nào mà thích hoặc là có đang sử dụng thì nhớ là khi mua thì nhớ lấy quà khuyến mãi nha, đừng có quên nha. Thôi bây giờ hãy chuẩn bị cho các bé đi ngủ. Có gì thì sẽ đọc comment và trả lời mọi người sau nha. Hôm nào khác rảnh thì Hà sẽ live stream tiếp với cả nhà nha. Mio, 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 bye bye nha. Uống nè. Mio đang Mio đang uống nước. Mio uống nước nè. Đó. Giang hồ lắm, uống nước giang hồ lắm. Được rồi. Như đó được rồi. Mio, bye bye nè. Bye bye. Mio, bye bye. Bye bye. Bye đi con. Bye. Giỏi quá. Bye. Em biết bye luôn rồi đó. Em giỏi rồi. Bye. Em sắp 1 tuổi rồi. Bye. Giỏi quá. Bye. Mọi người. Chúc một buổi tối ngủ ngon nha. Rồi. Mio cũng giỏi.